Và cái bản tin kế tiếp đây thì chúng ta nói tới cái chuyện là Hạ viện của Hoa Kỳ dự định thông qua một cái dự thảo ngân sách tạm thời để giúp cho chính quyền của Hoa Kỳ tiếp tục được mở cửa cho tới ngày 19 tháng 1 năm sau. Chúng ta thấy là cái hôm thứ Bảy đó thì ông Tân, Chủ tịch Hạ viện là ông Mike Johnson đó đã có một cái ấn định là vào ngày thứ ba của tuần này đây này, Hạ viện sẽ có thể tập trung lại để bỏ phiếu thông qua một cái dự luật mà ông gọi là dự thảo ngân sách tạm thời hai bước chỉ nhằm mới một cái mục đích là làm sao giúp cho chính phủ phải mở cửa cho được mở cửa cho tới ngày 19 tháng 1 năm 2024 và trong cái thời gian đó thì người ta sẽ thảo luận về một cái ngân sách nó nó, nó chung hết cho một cái tài khoản một cái dự thảo ngân sách mà tạm thời như vậy nó ra đời như như thế đó thì nó hoàn toàn đó là một sự sự hợp lý. Bởi vì chúng ta thấy là phía bên Cộng hòa thì họ mới có một sự ổn định nội bộ, hạ viện mới chỉ có có chủ tịch hơn 2 tuần nay chứ mấy. Thời gian nó gấp rút như vậy thì làm sao mà người ta có thể soạn thảo được một cái dự thảo ngân sách cho cả một năm, khó lắm ạ mà rồi thì mình thấy là ông tổng thống Joe Biden thì trong cái thời gian này cũng đã quá nhiều bận rộn với nhiều cái cái cái, cái vấn đề chính trị nhất là APAC với lại cuộc gặp gỡ với ông tập cận bình rất quan trọng sắp tới gặp vào ngày 15 của tháng 11 này đây đó thì ông chắc chắn là ông cũng chả có thời giờ để mà bàn soạn gì vấn đề ngân sách thành ra một cái ngân sách mà nó tạm thời thì nó cũng là hợp lý thế nhưng mà hiện nay mình thấy là phía bên dân chủ À, tức là Thượng viện này, hay là của, của chính phủ của Tổng thống Biden cũng đã rất là dè dặt và lo ngại là cái dự luật ng ngân sách tạm thời này nó đem lại nhiều cái ích lợi cho phía bên Cộng Hòa nhiều quá. Chuyện nó như thế nào? Chúng ta nhớ là trước đây đó khi mà phía bên Cộng Hòa nó đề nghị một cái ngân sách 14 tỷ để mà trợ giúp cho Israel thì Thượng viện tức là nằm trong tay phía bên Dân Chủ người ta kiểm soát đó thì người ta thân thượng viện người ta bác bỏ người ta nói là nếu mà đã có viện trợ cho Israel phải có viện trợ cho Ukraine chứ nó mới công bằng thế thì bây giờ trong cái dự thuận luật ngân sách tạm thời này phía bên cộng hòa bỏ luôn không có viện trợ cho ai cả không có viện trợ cho Ukraine mà cũng không có viện trợ cho Israel chỉ có tập trung vào cái việc là thông qua giữ cho chính quyền mở cửa cho tới ngày 19 tháng 1 thôi thì làm sao thượng viện dân chủ có thể mà từ chối được. Nếu mà từ chối thì sẽ bị một cái tiếng là ô cứ, cứ, cứ lèo nhèo vấn đề ngân sách trợ giúp cho ngoại quốc mà cái vấn đề chính phủ của mình bị đóng cửa không lo hay sao cái chuyện đó là không thể làm được rồi mà đối với cái chính quyền của tổng thống Biden nó mình thấy là ông Biden cũng luôn luôn kêu gào là quốc quốc hội cho chuẩn chi một cái số viện trợ 106 tỷ cho cả Israel, cho cả Ukraine và cả Đài Loan luôn. Bây giờ trong dự luật ngân sách tạm thời vậy không có viện trợ cho ai cả, chỉ nhằm với mục đích là mở cho chính phủ của chính tổng thống Biden được mở cửa hoạt động bình thường. Làm sao mà có thể mà không đồng ý được? Làm sao mà có thể là gọi là kỳ kèo về cái vấn đề ngân sách như vậy được? Nó rất là khó coi. Thế nhưng mà trong khi đó đó thì ông Mike Johnson, ông tân chủ tịch Hạ viện đó, ông lại không giấu giếm cái ý đồ khi mà phía bên Cộng hòa đưa ra một cái một cái một cái kế hoạch tạm thời như vậy. Ông nói rằng là cái dự thảo ngân sách tạm thời hai bước này đó nó đặt phía bên Cộng hòa vào một cái vị trí vô cùng thuận lợi để mà mai mốt đây đó họ sẽ dễ dàng chiến thắng trong những cái cuộc đấu lập pháp ở trong tương lai trong những ngày sắp tới nếu mà phía bên dân chủ người ta thấy rõ ràng đây là một cái chiêu trò một cái thủ đoạn chính trị nhằm kiếm những cái lợi ích cho, cho, về cho đảng phái đó thì làm sao mà họ có như là chịu đồng ý với với cái dự thảo đó mà không đồng ý thì lại là như chúng ta nói đó sẽ mang tiếng với người dân hoa kỳ là sẽ cứ kỳ kèo về những cái vấn đề mà viện trợ cho ngoại quốc mà bỏ qua cái chuyện mà, mà chấp nhận việc chính phủ đóng cửa hay sao đây là một cái chuyện mà à, một cái dự thảo như vậy nó đặt phía bên dân chủ vào cái thế và tiến thối lưỡng nan tiến cũng không được mà thối cũng không được cho điều đó nó cho thấy một cái chuyện là cái ông tân chủ tịch hạ viện là ông Mike johnson đó. tuy là ông có trẻ tuy là ông không có tiếng tâm gì cả thế nhưng mà hóa ra là khi mà ông tung ra một cái chiêu đầu tiên, mà cũng đã thấy là nó có một cái sự lợi hại của nó rồi, cũng cho thấy rõ, rõ ràng là ông không phải là cái dạng vừa, bởi vì cái dự luật này chúng ta nên nhớ là nó dựa vào cái sự ủng hộ mạnh mẽ và rộng rãi của uh, của, của người dân Hoa Kỳ hiện nay chủ trương là cắt bớt hoặc là chấm dứt cái chuyện viện trợ đối với Ukraine và cái điều đó nó đem lại một cái lợi thế cho cái dự luật của ông Johnson. Mà vì cái vì cái việc này mình thấy ông tổng thống của Ukraine ông Zelensky đã nhận ra cái điều đó, thành ra ông rất là cay đắng. khi mà ông nói chuyện với Reuters, ông nói rằng là à, phía bên Ukraine đang sẵn sàng cho một cái tình trạng là tiếp tục chiến đấu mà không có Hoa Kỳ. và ông nói rằng là cho dù là mai đây phía Hoa Kỳ có rút lại hay là cắt hẳn cái viện trợ quân sự cho Ukraine thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái công cuộc chiến đấu của người Ukraine cả. thì dĩ nhiên là với vị trí của ông Zelensky là tổng thống của đất nước Ukraine, ông phải nói như vậy thôi chứ còn cái chuyện mà cái điều đó đúng đúng hay hay sai nó nó có thực sự nó xảy ra như lời ông nói không thì ai cũng hiểu rồi. Thưa quý vị, cái bản tin kế tiếp đây thì chúng ta nói tới cái chuyện là thế giới đang bị chia rẽ bởi cuộc chiến ở Trung Đông nó gây ra. Qua một cái bản tin là cái cuộc chiến Israel và Hamas nó đã gây ra cái ảnh hưởng cho cái việc mà các sinh viên gốc Hoa Kỳ đó mà gốc Do Thái, gốc hồi giáo trong cái việc mà chọn lựa cái trường đại học của mình. Đây là cái uh, tin tức của tờ USA Today. Họ đã trong những ngày qua họ đã tổ chức là uh, một cái cuộc thăm dò gửi email tới hỏi thăm những cái gia đình gốc Do Thái này. mà có con con em mà đang học ở đại học hoặc là có con em sửa soạn vào đại học trong năm tới đó về cái uh, vấn đề mà chiến tranh Hamas và Israel đó thì hầu như là tất cả những cái gia đình mà do thái như vậy đó họ đều có một cái lập trường là sẽ phải xem xét lại cái trường học mà con em của họ sẽ theo học hoặc đã đang theo học có lập trường như thế nào về cái cuộc chiến ở hamas à, ở trung đông giữa hamas và israel thì, uh, usa Today lấy ra một cái thí dụ như cậu học trò gốc do thái tên là churi hiện nay thì cậu đang học ở năm cuối cùng của um, trung học và dự định rằng là sẽ theo học cái đại học George Washington và về cái ngành gọi là quan hệ quốc tế bởi vì có một cái lý do là cái trường George Washington này đó nó có một cái câu lạc bộ dành cho sinh viên do thái rất là nổi tiếng thế nhưng mà hiện nay thì sau khi mà cuộc chiến tranh ở trung đông nó nổ ra đó thì cậu Turi này không còn muốn theo học ở trường đại học đó nữa là bởi vì cậu cho rằng là cái lập trường, cái thái độ của trường đại học George Washington này đối với cái cuộc chiến ở Trung Đông đó, nó, nó, nó không thỏa đáng. Nó có cái lập trường đó khiến cho người ta hết sức là thất vọng. Tức là cho các người Do Thái hết sức là thất vọng. Thế thì thưa với quý vị, rõ ràng là cái chuyện này đó, hiện nay đó cái người Do Thái tâm lý và cái lập trường của người Do Thái đối với cuộc chiến này là người ta hình như người ta hơi kinh ngạc, hơi sửng sốt đối với cái phản ứng của thế giới đối với cái người Do Thái. Họ nói rằng là hiện nay thế giới có một cái lập trường cứ nói như thế này, nói rằng là sở dĩ mà cuộc chiến này nó gây ra là bởi vì cái quân đội của Do Thái kiểm soát và đàn áp người Palestine ở giải Gaza rất là dữ dội. Nếu mà quý vị lập luận như vậy thì hóa ra quý vị nói rằng là ở à, cái cuộc quân đội của của do thái coi như là đàn áp người Palestine thì tại sao Hamas lại cứ vào nhà người dân do, do thái mà khủng bố mà tàn sát một cách ghê gớm như vậy? Tại sao Hamas không tìm những cái những cái binh sĩ những cái quân đội của của do thái nào mà tấn công? mà lại vào tấn công vào dân thường của 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 người Do Thái và chẳng lẽ vì cái lý do mà quân đội Do Thái đàn áp người Palestine thì 1.400 cái chết của người dân Do Thái là chấp nhận được à là không đáng kể à là có lý do là chấp nhận được hay sao? và nếu như mà đã gọi là chuyện mà đã gọi là lập luận như thế thì tại sao Hamas sau khi đã khủng bố quân đội Israel là muốn tiêu diệt quân khủng bố và gây ra chiến tranh gây ra cái chết của thường dân Palestine thì thế giới lại ầm ầm lại lên án còn người 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 do Thái quân đội do Thái cái điều đó nó không có hoàn toàn nó là không công bằng thì thực sự ra nó có những cái lý luận như vậy của cái người do Thái nó cũng phải nói là nó cũng có lý của nó và người ta thấy một rõ ràng một điều sở dĩ mà hiện nay đó, thế giới mà có một cái một cái lập trường nó khá là thiên vị hơi thiên vị đối với lại hơi khe khắc đối với do thái là bởi vì nó đây là một cái chuyện mà nó xuất phát từ từ lịch sử từ cái thái độ thường của thế giới đối với do thái từ rất là lâu rồi chúng ta nhớ rằng là trước đây đó, đâu phải chỉ một mình đức quốc xã mà gọi là trù dập người do do thái đâu lịch sử đã cho thấy rằng bảy hay là 80 cái quốc gia trên thế giới này đều đã có một cái chính sách muốn trục xuất người do thái ra khỏi đất nước của họ không muốn người do thái lưu ngộ trên đất nước của họ chỉ đến khi mà đức quốc xã mới có một cái thái độ quá tàn ác là gọi là tiêu diệt diệt chủng cho bằng hết cho những người do thái đó. còn các quốc gia kia thì người ta không có tàn ác như vậy nhưng mà người ta rõ ràng là người ta có một cái chính sách trục xuất rất là lâu đời rồi và tại sao mà thế giới lại có một cái thái độ bài do thái, ghét bỏ do thái lớn như vậy? Thì người ta đưa ra rất là nhiều cái lý do. Có người nói rằng là bởi vì do thái cứ kêu hãnh mình là một cái dân chúa chọn. Thành ra cái điều đó làm cho cái thế giới người ta ghét. Cái chuyện thứ hai nữa người ta cho rằng là chính cái dân do thái là cái dân tộc mà giết hại Đức Chúa Giêsu tội lỗi đó thì làm sao tha được thành ra người ta ghét bỏ người người do thái rồi người ta lại nói rằng là cái người do thái đó, sống ở đâu đó họ cũng sống rất là khác lạ và có nhiều là, là hoàn toàn nó biệt lập với lại cái xã hội mà họ sống cái họ chỉ sống cái, cái, cộng đồng do thái coi như nó bền chặt với nhau rồi thôi nó giống như là cô lập riêng biệt chính cái điều đó làm cho những cái cộng đồng của khác của các quốc gia khác người ta không đồng ý người ta thấy ngứa mắt trái tay người ta ghét và rồi thì cũng có một cái lý do người ta nói rằng các người do thái có bẩm sinh rất là giỏi trong cái việc mà làm kinh tế làm kinh doanh thành ra ở đâu cũng vậy họ là những cái cộng đồng rất là giàu có những cái người do thái luôn luôn là những cái nhân vật có ảnh hưởng trong những cái quốc gia về chính trị trong những cái quốc gia trên thế giới này thành ra chính vì cái lẽ đó người ta cũng không ưa cái người do thái thì thưa quý vị rõ ràng tất cả những cái lý do như vậy có cái đúng chứ không phải và cũng có cái sai chứ không phải tất cả đều đúng hết nhưng mà chỗ này một ít chỗ kia bởi nó góp phần làm cho thế giới có một cái một cái một cái tâm lý là không thích người do thái từ trước tới nay bởi vậy giờ nó mới đưa ra những cái những cái cái thái độ nó có vẻ hơi thiên vị đối với người do thái và điều đó làm cho những cái người gốc do thái khắp thế giới chứ không phải là chỉ hoa kỳ này nó cũng bị ảnh hưởng sau một vài thông tin thương mại thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình